còn mấy con? 6 con hả? Chết hết 2 con rồi. Nhà. Ý 7 con, 8 con, còn 8 con chứ. 3 con. 6 con, 7 con, 8 con. Ở trong nhà còn 5 con. Dì Cúc còn 8 con hả dì Cúc? Dì Cúc ăn kem hả dì Cúc? Nhiêu cây vậy? Không nghe, ăn bình nào, không cho mèo ăn hả? Mèo không biết ăn kem hả? Cưng không? Coi kìa. Mở cửa đây dì Cúc. Cúc, mở cửa ra quay cái coi. Cho nó ra chơi coi, tội nghiệp nó quá à, nó ngồi kìa. Mở bự bự cho nó ra chơi coi, kêu nó ra vậy Cúc. Đó, đòi ăn kem kìa. Trời ơi, đòi ăn kem kìa. Đó, xin miếng kem kìa. Được không? Đứng quay quay, hồi nó giật mẹ cái điện thoại. Xin kem gì Cúc kìa. Trời ơi cưng chưa đó. Còn hai con kia ở trong nhà gì Cúc nó không dám ra kìa. Trời ơi quay quần bên bả luôn đó. Niềm vui của bả mỗi ngày đó quý vị. 8 con mèo, 8 con mèo của bả đó. Đó ăn kem kìa. Cưng chưa, cưng chưa. Chết mèo hả? Rồi có bắt ra được không? Không. Trời đất ơi, tội nghiệp đó vậy. Vậy sao vậy Cúc không mơ ra? Không,